Thứ nhất là củng cố thể lực, thứ hai hoàn thiện mặt lối chơi, sắp tới những đối thủ nó sẽ như thế nào. Mình biết Jordan, Úc với Hàn Quốc đó, mình tính ở các đội trong bảng. Vì tất cả cái thời gian qua thì chúng ta cũng đã có những cái chuyến du đấu gặp những cái đối thủ tương tự ở Nhật, ở Hàn, ở Qatar đều là như vậy. Vấn đề chúng ta hoàn thiện là cái lối chơi, mà cái thể lực được quyết định việc đó. Cũng như tôi cũng vừa nói, đá với Uruguay, đối phương chơi với một áp lực cao, chúng ta dẫn đến thua ở những hiệp phút cuối cùng, và củng cố lại những cái miếng chiến thuật cố định để hoàn thiện trước khi mình lên đường. Mình chỉ nói một từ ngắn gọn là họ mạnh hơn mình. Đối với đối thủ mạnh thì chúng ta biết mình phải ở đâu, mình chơi như thế nào cho nó phù hợp. Chứ chúng ta không thể nói bây giờ chúng ta chơi đôi công được. Đôi công chỉ dành cho những trận đấu giao hữu, những trận đấu mang tính thử nghiệm, hoặc với những cái đối tượng tương đồng với mình. Còn những cái đối tượng chúng ta cũng không cần phân tích nữa, thì chúng ta đã biết họ mạnh hơn mình rất nhiều. Đối với từng đối tượng thì mình có những cái đấu pháp riêng, nhưng mà mình phải nói một cách tổng thể nè. Chúng ta phải làm những gì tốt nhất mình có thể. Tại vấn đề ở đây không phải đến đấy là lấy cái cúp, chúng ta phải nói một cách thẳng thắn. Ở đây mình đến đấy làm những gì tốt nhất và đem những cái bài học tốt nhất để phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Vì đây các em rất là trẻ, chúng ta không thể nói là cần phải thắng đội này thắng đội khác, nhưng phải làm gì những gì tốt nhất chúng ta có. Tôi vẫn nói với cầu thủ là cái tính kỷ luật và tinh thần nó là cái điểm mạnh, và cái đó là thuộc về mình gọi là chủ quan. Còn những cái thuộc về chuyên môn thì khi mình so sánh với đối tượng với đối phương thì mình thua người ta, nó là khách quan. Những cái mình có thể làm được đó là mình giữ kỷ luật, những cái mình có thể làm được hơn người ta là tinh thần, thì mình phát huy những cái điểm mạnh đó. Còn những cái mà không thuộc về mình, thuộc về đẳng cấp rồi thì phải cần thời gian. Thì mình tập trung cái nào dễ nhất thì chỉ có là tinh thần và cái sự kỷ luật trên sân. Thì có một cái slogan rất là đơn giản, tôi vẫn nói cầu thủ, cả những cầu thủ trước đây, nó không thay đổi gì cả. Tức là phải có khát vọng và chăm chỉ làm việc. Thứ ba nữa là phải có mục tiêu. Thật ra trong bóng đá thì nó có những cái quy định, nó có những cái nội quy, và bản thân tôi cũng có những cái nguyên tắc. Tức là phải phân biệt rõ ràng khi làm việc chung và khi làm việc riêng. Đó. Thì đương nhiên mỗi thời điểm nó khác nhau. Trước đây thì 2-3 tháng trời ròng rã không được sử dụng các phương tiện truyền thông, nhưng bây giờ tôi cho phép sử dụng, nhưng tôi lại yêu cầu cao hơn. Đó. Chẳng hạn nếu anh làm tốt trên sân, cái nội quy kia để là nhắc nhở. Còn nếu anh không làm tốt, buộc phải sử dụng đến nội quy. Đó là những nguyên tắc hết sức đơn giản. Thật ra các em cũng đã 18 tuổi rồi, tự quyết định hành vi của mình rồi. Đôi khi có những cái mình cấm cũng không nên. Đương nhiên cái nào nó cũng có cái một cái sự cân nhắc. Nếu vi phạm nhưng các bạn làm việc tốt trên sân thì cái vi phạm của nội quy kia nó sẽ giảm nhẹ rất là nhiều. Miễn làm sao cái sự ưu tiên đó để phục vụ cho ở trên sân này.